Hello, chào tất cả mọi người nhé. Tối nay thì mình có dịp mình đi qua Minh Phú. Minh Phú là một xã thuộc huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, nước Việt Nam, nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng. Được thành lập ngày 1 tháng 3 năm 2020, có diện tích là 7,13 km², với dân số năm 2019 tổng cộng là 7.540 người, với mật độ là 1.058 người trên km². Xã có mã chính là 12823. Tên của xã được ghép từ tên của hai xã cũ là Minh Châu và Đồng Phú. Về địa lý, xã Minh Phú nằm ở phía tây nam huyện Đông Hưng và phía nam quốc lộ 39B, có vị trí địa lý phía đông giáp xã Phú Châu và xã Trọng Quan, phía tây giáp xã Liên Hoa, phía bắc giáp xã Trương Dương và Hợp Tiến. Về lịch sử, địa bàn xã Minh Phú hiện nay trước đây vốn là hai xã Minh Châu và Đồng Phú thuộc huyện Đông Hưng. Ngày 11 tháng 2 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 892 NQ-UBTV-QH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh Thái Bình. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2020. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Minh Châu và Đồng Phú thành xã Minh Phú.